Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnac.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Đùa chứ anh vào shop ảnh kìa. Đúng là ông luôn. Ông mới đổi ảnh đại diện. Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại mà. Với series chơi game cùng với cả người lạ đến từ channel tuấnac nhá. Ok, hôm nay thì mình lại kéo ba người lạ của chúng ta xuống bot cam nào. Úi dồi ôi, nó đông dã man luôn. Không phải sợ. Clear hết. Đừng có nhặt súng của em. Cho một buổi tan trường luôn. Bạn nào bị nốc kia. Thôi rồi, không kịp rồi. Đủ mã con cá. Có súng mà đéo thấy nó đâu. Giết đồng đội. Đứng ở đấy à? Ra đây. Tham thì thâm. Khác team đúng không? Anh nghĩ là Tuấn AC thật. Định thò ra. Để KS bị nốc. Không được đâu sói ạ. À. Đây rồi, tôi nghe thấy thằng có một thằng đi xuống dưới. Mày anh em ạ. Ông này biết hở. Đây rồi. Mày chạy cái này. Vũ Anh 99 này. Thằng AC là bên gì? Thì chết đi. Tuấn là xem ảnh của ông mà. Dám láo vậy à? Dám láo thằng thầy giáo à? Đúng rồi đấy, Tuấn là xe của các bạn ông đây. Ông này vẫn mà 4 băng nè. Các bạn cứ yên tâm, trận này mình sẽ cố gắng quay lên top 1 cho anh em nhé. Khẩu súng gì nhỉ? AK hải tặc em. Ông chơi toàn nick Tuấn là xe à? Trời ơi, tôi chơi cái nick này lâu lắm luôn nick đó. Anh thấy có trận chơi nick này, nick kia. Trời ơi, tôi đổi tên mấy mùa nay rồi. Mở luôn ạ. Đẹp trà lụa mở cả video luôn anh em ạ. À. Đủ má con cá. Ui, idol anh ơi. Idol thật đấy. Nhòm tôi á, nhòm này. Bắn ngay vào mắt. Trời gì, mày chúng mày nói gì chứ không hiểu Eno đi. Bạn không hiểu nữa đâu, tập trung bắn đi. Đậu. Idol rồi. Nào. Nhảy nhót này, nhảy nhót. Ô, có tiếng chân, chân phải khổng mà gôn gôn không? À, mà sao gôn không? Gôn. À, phải. À, đúng rồi. Đúng rồi. À, live stream ở hai năm như nào đây? Đây rồi. Cái clip đang lúc nào nhỉ? Chạy đi đâu. Chuẩn bị chết này. Ông này đang nhiều clip không? Đúng rồi, mình có nhiều clip lắm. Anh em xem tha hồ luôn. Chết. Chạy đâu cho thoát. Rồi. Chạy đâu cho thoát. Đi chết đi. Thôi. Cho khi mình bắn mình chẳng ơn gì. Tắt cái clip gì. Ôi, view shop đi. Bắn AK này. Đấy. Anh hay xem hôm này mà. Nhặt súng gì chơi súng đấy anh em ạ. Này hay bắn nó vượt. Dân chơi là không sợ mưa rơi. Máy bay gì nhờ. Mày gì không biết đây. Nào tập trung. Ui, cung nguyên bộ đồ này. Tập trung bắn đi không là chết đấy. Cung nguyên bộ đồ này. Ok. Kiểu như anh nhớ quan của ông ấy. Trà trộn không thành công với anh Tuấn ơi. Đúng là trà trộn không thành công. Enemies ahead. Trà trộn không thành công rồi. Bị phát hiện rồi anh em ạ. Cẩn thận đấy. Anh hay xem hôm nay mấy cái bà gì nhỉ? Và tôi switch ạ. Đi ATM nữa. Link ATM chứ phải là link ATM nha. Ui, phải rồi. Ui. Bắn ở bên kia. Ô, gần mình có người. Được rồi, cái thằng bên kia cứ để đấy đã anh em ạ. Nhà trong mặt có người này. Vào luôn mà chơi nó. Vào. Anh chờ miệng, anh nghe bình luận. Đi chết đi. I am coming. Cái bên cơ phần này. Yếu ớt quá. Đúng khẩu AK này rồi. Phải mạnh mẽ hơn. Hôm nay làm clip một lần là quay không ra này. Tốt thận này. Enemies ahead. Tôi đánh dấu cho đồng đội tôi biết là bên kia có người đã. Không cứ lăng xăng lại bắn cho mù hết cả mắt bây giờ. Ông nhặt nhiều nước nhá. Nhặt được 1-2 bình à. Thế thôi, nhặt nhiều làm gì. Đúng không? Nhặt vừa đủ dùng thôi. Nhặt nhiều trở thành shipper cho chúng nó à. Ủa, anh em nhìn khẩu hơn. Nãy giờ quên. Nãy giờ bơ luôn bé bi rồi. Thôi anh thử đi. Chả cần. Cơ
cứ quan tâm đến tôi làm gì? Quan tâm đến tôi thì em gặp idol quan tâm đến bạn nữ kìa. Không mai lại chia tay lại đổ tại tôi. Quan tâm bạn nữ đi. Ừ đúng rồi, cho bạn Hàn giống anh này. Enemies ahead. Quan tâm nhau làm cái gì? Vì ông đấy giới thiệu em cho bạn Hàn này. Ơi, chạy. Đệt. Vô lý. Bắn như vậy mà không chết anh em ạ. Đủ má con cá. Enemies ahead. 12k huyền thoại rồi. Cẩn thận đấy. K98 thì nhờ anh không bắn. À, lan anh bắn không? Lan anh rồi. I got supplies. Ô, có xe này. Xe đằng sau kìa. Bắn đi baby. Thôi rồi. Baby bắn tượt rồi. Thế em bắn không trúng gần nào nhưng thôi bắn cho. Ơ cái đẹp. Thôi tắt video clip. Tắt cái video clip đi. Trời ơi. Chăm chứ. Tôi xin các ông. Trong lần thực tế này. Không. Cover me. Cho ông nghe lại bình luận của ông Hicker. Cái đẹp. Cover me. Thú tính vãi nổi luôn á. Tập trung mà xem cái trận đấu này đi. Cái anh có làm clip không vậy? Có. Thank you. À có à. Bắn hay là được. Đó, anh cứ bắn hay đi. Bắn hay là cái gì cũng nên. Ok. Ừ, quan trọng là mình bắn trong hai này, không quan trọng lắm. Anh bắn có thể không hay nhưng mà kỹ năng của anh. Thế chứ em thương nhân quan em lên TV một lần được. Tầm vũ trụ rồi. Ok. Yên tâm đi bé bị. Cứ lốc được một hai đứa là đẩy không? Em học ông này là cứ lốc một hai đứa là đẩy đi. Chỉ cần lốc một đứa thôi lại còn phải hai đứa. Đấy, một đứa thôi. Sống, chỉ cần một đứa thôi. Thì ok. Như kiểu là em cái trận. Kìa thấy rồi kìa. Đâu bên kia kìa. Đâu bên nào bên nào. Enemies ahead. À mẹ chứ. Đâu bên kia. Mẹ cũng một mình em đẩy à. Nào tin em lên lấy. Số 1 số 2 lên cover cái đéo lên. Chị thấy rồi nhá. Ủa thôi xong. Cứu anh với. Ô, anh ơi. Cứu đi. Ở thôi này. Liều. Cá liều. Đâu có dễ ăn mình như vậy đúng không? Không có cover đi. Nào chuẩn bị đi chết đi. Chuẩn bị đi chết đi. Không có cover. Chuẩn bị đi chết đi. Trời ơi. Tôi biết là thể nào cũng thò ra mà. Sấy trước ngay. Chết em, mà trận này em xuống cũng kim cương bạc. Chết ngay. Trận này ít nhất phải trừ 3 mấy điểm mà. Ơ thằng kia nó bốc khói đen. Đúng rồi đó. Ờ ông này chắc nâng lên ra vào 3 hoặc 4 rồi. Full rồi, full level, full level rồi. Full level rồi. Full này phải có mồm rồi. Chưa. Chậm gió tí anh em ạ, mới level 4 thôi đậu phòng. 400 sao nhau đấy là sao. Cover me. Thôi đi thôi, đừng đã clear đâu mà đứng nhút như kiểu ở nhà mình vậy. Ông đang luôn sao? Nhưng mà có làm. Đang làm clip nè. Di chuyển. Mu. Đùa mày luôn. Cố gắng lên nào, trận này đang gắt, đang có những người lạ rất là mày nhiều hả? Rất là lịch sự ở đây, chúng ta phải lấy cái top 1. Đi nào, theo tôi. Mu. Đây rồi. À, cái tiếng này dễ là tiếng giả bot lắm. Cẩn thận nhá, hai ông bà kia đi gần nhau rồi nhá. Ôi, vãi nổi chim mén à. Ú hồn con trồn, con kìa. Bot rồi. Má ơi, giật cả mình. Một thanh niên thằn lằn anh em ạ. Tí nữa. Ôi thôi sao không? Ao. Chưa có người. Thôi. Gặp idol khác. Bé xoài lủng bên, mất bên rồi. Bên kia sông kìa. Em đang lút đồ mà. Cứu bé xoài đi. Đây đã. Tôi quăng smoke cho này. Đi anh chưa ơi. Cố lên. Ông quăng smoke rồi kìa. Hôm nay đông thật đấy. Kìa anh thấy nó có một thằng rồi. Trận này khu này nó đông dã man. Ở viên đá gần mấy gốc cây kìa. Hướng 275 ấy. Đâu. Okay. Hướng 275 chắc. Rồi chứ anh gặp anh đồ tay run lên. Thử. Mẹ vừa nhảy xuống máy giật cái chết luôn. Hò lên đây cái là tớ bắn chết ngay. À đây rồi, tôi nhìn thấy bạn rồi. Lại đằng sau nữa kìa. Trời ơi, cứu béo xoài. Nào, đi béo máu. Sao số hôm nay số đen rồi. Cứu béo xoài đi để tớ cover cho. Nó còn bầm nửa nữa. Không phải sợ. Đây. Anh trưởng qua đằng máy coi. Tôi quăng smoke cho, cứu đi.
Đấy, để tao cover cho. Ruben đi không chết à? Ô, ô, ôi thôi xong. Chết rồi. Hẹo mất rồi. Quả đấy mà anh chị mà chạm vào mông anh ấy là nhớ chóc cả đời rồi. Chạm rồi. Chạm rồi nhưng mà không kịp. Tôi anh ngồi xem. Hơi ESL một chút nên là bạn ấy đã cố gắng hết sức nhưng mà không kịp. Nợ này chạy qua đây đi. Nào, gạt đồng đội tôi á. Trả giá nhá. Chuẩn bị trả giá này. Trả qua đi. Đây ở đây. Viên tán cây. Ui, trúng một viên đầu anh em ạ. Đủ má con cá, ghê thật. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đách chơi với các bạn nữa. Ơi, theo ông, theo anh Tuấn này. Theo tôi, theo tôi, theo tôi. Ê, bậy, 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 bậy. Bắn đồng đội tôi á. Đồ. Bắn đồng đội tôi này. Ồ. Láo. Người có người. Dừng lại ngay. Đi đi. Anh cầm MX3 kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, bé bi. Có Tuấn ở đây rồi. Anh làm phát giấy AK-MX6 đi anh ơi. Cái đẹp. AK Mỹ 6 phải cho giảm. Nhìn vật, nhìn vật, nhìn vật. Nhìn vật, nhìn vật. Tệt. Vậy mà không chết anh em ạ. Đủ má con cá. Vô lý vãi trưởng luôn. Mẹ thế. Anh mời lên trên thế giới ạ. Ờ anh mời. Đi nào. Cái tổ hem của anh. Không phải đâu, lúc đầu anh thấy cái chuỗi Tuấn AC mà thoát rồi, tự nhiên có ông Âu Siệt vào. Anh nghĩ là vậy, anh vào xem ảnh. Thực ra anh nhạc sĩ là kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy nhanh vậy. Không trúng được viên nào. Đủ má con cá anh em ạ, thôi đi. Cover me. Hãy đâu. Bỏ chúng nó thôi. Tôi nên có bù rồi. Cá cố quá lại chết. Lăn quay ra đây là không được. Sao hôm nay... Ôi, anh quay video nhá. Anh quay, anh đang TikTok kìa. Thế nhỉ? Đi thôi anh em ơi. Cover me. Đi nhanh không để... Mình nghi là chỗ ngã ba này lại có một team nó chặn thì... Đúng vỡ mồm đấy. Đúng cho ông Địa lại chuối với lại cả... Chị làm gì mà chưa? Lại chuối với lại cả... Hít bỏng. Cầu ông... Có thằng nào đó ở chỗ ngã ba thì ông đuổi đi để cho con đi sang cầu thành công cái. Nào. Ôi, có địch rồi. Ờ, trong mặt hai thằng. Có người. Ông Địa chưa đuổi kịp rồi. Ấy! Đừng bắn tớ bạn ơi. Đừng. Cái mà đích làm gì được. No. Hình như nó nhìn thấy mình hay sao. Được rồi. Một cú đánh vòng hơi xa này. Tập trung thế. Nào tập trung. Lợn lành. Đứng thẳng đi mà đi. Nào. Cắt súng đi mà đi. Chạy các bạn đâu rồi? Các bạn đâu rồi? Ồ, có tiếng chân. Cầm này cái bộ cắt tay gì vậy mà. Đừng có mơ. Bạn đi bắn mình. Sang đây. Đông thì sang đây. Đẹp. Ôi trời ơi. Cứu. Bé bi ơi, bé bi. Thôi rồi, bé bi cũng heo mất rồi, đen quá. Đủ má con cá. Lại đi. Quá chán. Ui, 10.987 đam. Gần như gấp đôi lượng đam luôn anh em ạ. Ok, như vậy là mình một trận đấu tuy không được top 1 nhưng mà mình đã gặp những người lạ khá là thú vị. Và nếu anh em thấy thích cái clip này hãy đừng quên để lại cho mình một like và một lượt subscribe. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng đạt top 1 cùng với cả người lạ.